Dạ, chúng con xin kính chào sư ạ. Dạ, con kính chào sư, sư mệt hả sư? Mình biết trễ giờ, lại mệt chút. Dạ, con cũng sư ạ. À, bữa nay là thứ hai tuần sau là mình nghỉ, để thứ sau hai tuần sau tôi có lớp internship. Rất là mong có một lúc nào đó, có một buổi nào đó mà Phật tử Úc mà kéo đám qua đây vui ta. Yeah. Tại vì sáng nay cứ nghe là còn 10 phút nữa là có một vị bên Úc cũng ghé đây, bên dân Sydney cũng ghé đây. Nhưng mà đi cái kiểu đó đi solo, còn cái này tôi muốn đi một group bên và nó qua vui, không học hành gì hết, chứ còn qua đi vòng. Đây là được xem là căn tông đẹp nhất của thị sĩ, mà căn tông đẹp nhất, căn tông Ben. Rồi sáng hôm nay chúng ta học kinh là kinh Chuyển Pháp Luân. Cái kinh này đó là được xem là căn bản của Phật pháp. Đây là cái pháp thoại đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng, và giả định như Phật pháp mà gom gọn lại trong một bài kinh thì bài kinh này hoàn toàn có thể xem là toàn bộ Phật pháp. Và suốt 45 năm hoằng đạo của Đức Thế Tôn thì cái nội dung đó thì cũng là xoay quanh cái bài kinh này. Khi nói như vậy quý vị mới thấy cả cái kho tàng kinh điển mênh mông, toàn bộ cái giáo pháp Đức Phật đã thuyết giảng trong suốt 45 năm thì có thể thu gọn lại trong bài kinh. Rồi đây là pháp thoại đầu tiên mà Ngài thuyết giảng sau khi mà thành đạo. Thì trong chú giải thì rất rõ, rõ là bài kinh này được Đức Thế Tôn thuyết giảng vào ngày rằm tháng 6, rằm tháng 6 âm lịch. Và trong đó nói rõ là Ngài giảng bài kinh này vào buổi chiều tối khi mà trăng bắt đầu lên. Và đương nhiên là lúc nắng đã tắt, trong đó ghi rõ như vậy, gọi là Suryo Astami, mặt trời lặn, không? Và Chando Upagacchati, lúc mà trăng mọc lên, mặt trời lặn mọc lên, thì lúc đó thì Đức Thế Tôn người bắt đầu cái pháp thoại này. Và cái bài kinh này nó có cái phần duyên sự buổi đầu là lúc bây giờ Đức Thế Tôn ở đâu, và Đức Thế Tôn gọi nhóm năm tỷ kheo và dạy rằng: này các tỷ kheo, đây là hai cực đoan mà người xuất gia nên tránh. Thì cái chỗ mà đây này các tỳ kheo, đây là đó, này các tỳ kheo, đây là đó, cái tiếng Pali gọi là đuê mê thức cơ bê âm ta bắt bắt chí thê nó si vi tập. Này các tỳ kheo, đây là hai cái cực đoan mà người xuất gia nên tránh, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Thì ngay cái lúc mà Ngài nói là đuê mê thức cơ bê âm ta bắt bắt chí thê nó si vi tập, ngay cái lúc đó là 18 triệu vị phạm thiên cũng vừa có mặt ngay cái chỗ đó. Rồi chú giải ghi rõ như vậy. Và có còn nhiều tình tiết cũng hơi ly kỳ, mình trong room này có đủ thành phần nên Chúa Hồi rồi vô thần tâm lâm hết, cho nên tôi nói cho nó chung chung thôi. Sẵn cái này cũng hé cho các vị biết một chi tiết là kinh mà thì chuyện xưa thì có nhiều cái chuyện mà nó quá cái mức tưởng tượng của mình. Mà cái quan trọng nhất khi mình học đạo ấy là mình chú ý cái nội dung giáo lý thôi, còn ba cái râu ria thì đừng bận tâm. Đây cũng là cái kinh nghiệm bằng vàng cho những người buổi đầu sơ cơ mới tìm vào đạo, mà bị bận tâm quá nhiều những cái tình tiết thật sự nó không có phải là cốt lõi giải thoát thì thôi bỏ qua. Trong khi đó thì mình thấy có một số vị họ rất là khoái về cái chuyện ly kỳ. Nhưng mà riêng bản thân chúng tôi càng già chúng tôi lại ngại nói cái đó, bởi vì sợ làm tổn thương những cái người mà họ mới vào đó, họ đọc họ bị sốc. Cho nên mình xoáy vào cái nội dung kinh. Bây giờ bắt đầu vào nội kinh thì Đức Phật chúng ta biết rằng đó là xuất thân của Ngài đó, trước khi Ngài đi xuất gia, Ngài là ông hoàng, không? ông hoàng tử sướng cực kỳ. Ngài có ba cái tòa lâu đài cho ba mùa nắng mưa và mùa lạnh, sướng lắm. Ngài có hàng ngàn giai nhân tú lệ hầu hạ trong suốt 29 năm trời như vậy,
xuống 29 năm. Như vậy nếu mà nói về cái khoảng mà sung sướng khoái lạc thì phải nói là ngài là top. Và thì sao, trong cái môi trường sống vàng son nhung lụa ấy, ngài được cái gì? Nhiều lắm là một cái sự băn khoăn. Rồi có một ngày ta sẽ chết, một ngày ta sẽ già, một ngày ta sẽ bệnh, rồi thì sao nữa? Chấm hết. Chỉ bao nhiêu đó thôi, chỉ là băn khoăn. Sau 29 năm trời sống vàng son rực rỡ, sung sướng cực kỳ như vậy, thì cuối cùng cái mà đậm lại suốt 29 năm trời đó chỉ là một dấu hỏi cực lớn. Ta rồi sẽ bệnh, sẽ già, rồi sẽ chết, chỉ vậy thôi sao? Thế là vào một đêm tối, ngài bỏ ngài đi. Chuyện như về đời ngài thì cứ rất dài, và bà con biết hết rồi, cho nên thì tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Ngài bỏ cung, ngài đi lúc đó là 29 tuổi, và 6 năm sau đó, suốt 6 năm trời đó, ngài đã thử qua gọi là tất cả những cái pháp môn tu hành mà được xem là khốc liệt nhất của cái tín ngưỡng Ấn Độ thời đó, gồm có nhịn ăn này, nín thở này, lõa lồ giữa rừng sâu này, mùa hè thì phơi nắng, mùa đông thì ngâm mình dưới suối khuya đó, suối đêm á, mình ban ngày thì lõa lồ phơi nắng này, rồi nhịn ăn, rồi nín thở này, và chỉ nhiều lắm, suốt 6 năm trời như vậy. Thì tôi chỉ kể mấy cái mà đơn giản nhất thôi, không mặc áo quần, phơi nắng trời hè mà ngâm mình mùa đông, nhịn ăn. Và có lúc là ngài đói quá mà ngài cố ý không đi tìm thức ăn thông thường, mà ngài ăn bằng một thức thực phẩm đặc biệt, đó là bùa bò vào cái chuồng của con bò đó, ăn phân của nó. Ăn xong rồi mình mới bài tiết ra, và mình ăn ngược trở lại cái mà mình mới vừa bài tiết. Thử đủ cách hết, nhưng mà cuối cùng thì không đâu vào đâu hết. Thì các vị vào ở trong Tương Ưng Bộ Kinh, cái chương cuối cùng của Tương Ưng Bộ Kinh, đó là cái chương gọi là chương sự thật, chương sự thật. Thì trong đó nó có một bài kinh, Đức Phật ngài dạy rằng này, các vị kheo không thể lấy khổ để mà trừ khổ được. Bằng chứng là trong suốt cái dòng luân hồi thâm thẳm vô lượng kiếp, không? Sữa mẹ mình bú nhiều như nước bốn biển, máu và lệ mình đổ ra nhiều như nước bốn biển, nhưng mà chừng ấy khổ ải vẫn không thể giúp ta giải thoát, mà chỉ khổ giải thoát chỉ đến được bằng cái sự thoải mái thanh thản. Trong cái thoải mái thanh thản đó, với một cái chân mực, với một sự kiểm soát, thì trên cái nền tảng thoải mái đó thì mới may ra mà tìm được cái con đường giải thoát. Chứ nếu mà chỉ ép sát khổ hạnh, tự đầy đọa tấm thân của mình ý, thì chỉ lấy máu lệ mà rửa máu lệ không có sạch được, đó là chương cuối của Tương Bộ Kinh, nhớ nha. Lát nữa mà con đọc xong, bây giờ tôi trở lại về kinh. Ngay sau khi ngài thành đạo rồi đó, thì chuyện dài lắm, tôi chỉ kể vắn tắt thôi. Ngài gặp lại cái nhóm học trò cũ của ngài gồm 5 vị, dẫn đầu nhóm 5 vị đó là ngài Con Đanh nhé, Kiều Trần Như, và 4 vị kia là Phách Đi Giá, Ma Na Ma, Quắp Ta và Asachi. Asachi là cái vị mà sau này khi mà xuất gia với Phật rồi, chứng thánh và đã gặp thanh niên Upatissa và dạy cho vị này một cái câu kệ với này chứng sơ quả và trở thành ngài tôn giả Sariputta, đệ nhất trí tuệ. Đấy, đó là ngã sĩ trí, một trong năm vị Kiều Trần Như, một trong năm vị mà của bài kinh chốt lưng này. Còn ngài anh nhé, con đây nhá, cái vị này đó là 35 năm về trước, là một thanh niên, được vua Tịnh Phạn mời vào cung để mà xem tướng cho thái tử Tất Đạt. Vua mời tất cả là 108 vị bà la môn tinh thông tướng thuật, kim tinh đẩu số vào để mà cúng dường. Nhưng mà sau đó vua và triều thần
lựa lại trong 108 nó chỉ chọn có 8 vị được xem là xuất sắc nhất để mà coi tướng là thái tử. Và trong 8 vị đó, cái người trẻ nhất chính là ngài Con Đành nhá. 7 vị bà la môn kia lớn tuổi hết thì đều giơ lên hai ngón tay nói rằng thái tử nếu mà ngoài đời nó làm chuyển lưng vương đại đế chinh phục toàn cõi đất, nếu được xuất gia trở thành bậc đại giác lãnh đạo tinh thần cho thiên hạ. 7 vị bà la môn lớn tuổi nói như vậy, nhưng mà riêng ngài Con Đành nhá, ngài chỉ đưa là một ngón tay không. Đành rằng đó, cái 32 hảo tướng này nè có thể có ở vị chuyển lưng vương, có thể có ở một vị Phật, nhưng mà đặc biệt nếu mà nhìn kỹ là đây là tướng thoát tục, đây là tướng thoát tục của người xuất gia, có nghĩa là sẽ thành Phật nhiều hơn là cái tướng trở thành vị đế vương thế tục. Thì nói gì thì nói được vậy thôi, nhưng của tình bạn thì cứ lo nghe ngái ngái sợ lắm, ráng nuôi con và canh chừng đủ điều trong kinh nói suốt thời gian đó. Một chiếc lá vàng, một cái hoa héo cũng được tranh thủ dọn đi, dọn đi, dọn được, dọn sạch như có thể. Người già, người bệnh đều không cho lọt vào tầm mắt thái tử. Ấy vậy là cuối cùng năm 29 tuổi ngài cũng có dịp nhìn thấy, nhìn thấy một người già, một người bệnh và một xác chết, và ngài bỏ người đi tu. Thì ngay vào cái thời điểm mà gọi là 35 năm về trước, thanh niên Con Đành nhá sau khi xem tướng thái tử rồi thì bỏ nhà đi tu cùng với 4 người bạn nữa, như nãy tôi nói đó, Phát Tri Giác, Quá Pa Ma Ha Nam á và A Sa Chi, cộng với ngày đó là năm vị thi xuất gia để chờ ngày Bồ Tát thành Phật. Thì họ thấy ngài bỏ ra 6 năm của hạnh, nó chịu quá, họ nói tu như vậy là chắc chắn là phải thành Phật chắc chắn. Nhưng mà đến cái năm thứ 6 cho ngài thấy Bồ Tát tự nhiên bỏ, không có ăn, không có khổ hạnh nữa, mà chuyển sang là đi khất thực. Họ chán thì nó rồi tiêu rồi. Không lẽ mình xưa mình có lộn hết ta? Làm sao lộn được? Cái người là phải thành Phật mà, thầy muốn thành Phật nên phải kiên khem khổ hạnh, đọa đầy thân xác. Có đâu mà bây giờ quay trở lại đời sống bình thường rồi. Họ chán họ bỏ ngài, cần ngài còn là một mình. Và ngay cái thời điểm một mình đó, ngài đã thành Phật. Ngài thành Phật xong rồi đó, cái người đầu tiên mà ngài nghĩ tới để ngài gặp ấy, đó là hai cái ông thầy mà đi dạy cho ngài. Nhưng mà lúc đó họ mới vừa chết, một ông thì mới chết một tuần trước, một ông thì mới chết đêm qua. Cho nên cái đối tượng tiếp theo chính là cái nhóm năm đệ tử mà vẫn đi theo ngài mấy năm nay đó. Cái chuyện dài như vậy thì chỉ kể vắn tắt để chúng ta dành thời gian cho nội dung bài kinh. Thì khi ngài đến ngày giảng cho năm vị này nghe xong đó, thì trong đó ngày Con Đành nhá là vị đầu tiên trong nhóm năm vị này chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Có nghĩa là kể từ giây phút đó trở đi, trời có sập xuống, trời đất có vỡ làm triệu mảnh, thì trong lòng vị này chỉ có Phật, chỉ có Tam Bảo, chỉ có Tứ Đế 12 duyên khởi, chứ không có cái gì hơn cái đó nữa. Đó gọi là sơ quả, đúng không? Sơ quả. Thì vị này sau đó, sau khi nghe bài kinh rồi đi xuất gia với Phật. Trước đó chỉ là đạo sĩ thôi, muốn mặc gì mặc, nhưng bây giờ là đắp y áo giống như Phật vậy đó, sinh hoạt giống như Phật vậy đó. Và trong thời gian ngắn sau thì vị này chứng quả La Hán. Và kể từ lúc chứng quả La Hán, vị này vào lại Phật. Bởi vì chúng ta biết rằng là Đức Thế Tôn ngài thành đạo tháng rằm tháng 4, chuyển gốc lưng rằm tháng 6, thì tới rằm tháng giêng kế tiếp theo đó, có nghĩa là sau khi Thế Tôn thành đạo được 9 tháng thì có cái cuộc đại hội tăng già lần đầu tiên, là ngài nói rõ cái cương lĩnh giáo pháp và xác định sự có mặt của tăng đoàn tỷ kheo thánh tăng gồm có 1250 vị, mà dẫn đầu là ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Và chúng ta biết rồi, theo trong kinh ý, hai vị này tuy xuất gia cùng một lượt với các vị La Hán khác, nhưng mà cái vai trò hai vị này rất lớn. Chính Thế Tôn xác nhận ở đâu Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có mặt thì ở đó giống như ta có mặt vậy. Đấy. Và ngài Con Đành nhá đó, ngài thấy đó, cái mỗi lần mà có hai vị đó thì dĩ nhiên nói thêm cái vai vế thì ngài là sư huynh. Trong chú giải có nói rõ,
Thì Đức Thế Tôn ngồi như vậy thì cái chỗ ngồi mà xếp cho các vị cao đồ đệ tử ngồi rồi thì xếp sắp xếp theo cái trật tự của Hạ Lạc. Thì lúc nào cũng xếp ngài Con Đa Nhá trước hai vị đó hết, mà ngài nể hai vị đó lắm, bởi vì ngài Con Đa Nhá ngài chỉ tu có 100.000 đại kiếp thôi, mà hai vị kia tu một A Tăng Kỳ cộng với số lẻ là 100.000 đại kiếp, mà công việc của hai vị này lớn lắm, cái vai trò trong đạo lớn lắm. Rồi ngài thấy người ta cứ nể mình như vậy, ngài thấy các thánh với nhau ok, nhưng mà phàm phu họ dễ bị hoang mang lắm. Cho nên ngài vào lại Phật, ngài nói con xét duyên, ngài con xét duyên của con thì con hợp với núi rừng hơn, con hợp với núi rừng hơn. Con xin Thế Tôn cho con về núi con ở, do cái túc duyên đời trước có một nhóm 500 đứa đệ tử nữa, là 500 con voi đó, nó sẽ giúp đỡ con. Đây là chuyện các vị không có tin, không có tin. Nhưng mà tôi tin, khoa học bây giờ cũng chứng minh có những người họ căn số họ hợp với thú rừng nhưng mà thì ngày cũng vậy, ngày nay con có 500 đệ tử đó, thôi con về ở tụi nó sống chết với tụi nó, sau này con cũng sẽ chết ở chết trước mặt tụi nó. Thì ngày lại Phật xong rồi ngày đi ngày về tới đó, về Tuyết Sơn ngày ở đúng 12 năm, 12 năm, nhớ nha, 12 năm. Chứng La Hán xong lại Phật rồi về trên đây kia 12 năm là ngày tịch. Mà trước khi tịch á, về lại Phật từ biệt xin phép đàng hoàng đấy, đàng hoàng xong rồi trở về ngày tịch. Và đám tang của ngài là một trong những đám tang mà lớn nhất của tăng đoàn thời đó, tức là đám tang lớn mình biết thời đó là đám tang của ngài, ngài sắc là Phật đấy, đám tang ngài Phật đến là có 500 tỷ kheo tham dự và có một cái hỏa đài hoàn toàn là trầm hương hết. Cái đám tang thứ hai mà trong kinh ghi rõ là lớn, đó là đám tang của ngài Bất Kiền Liên, là chính Đức Phật đến dự, chính Đức Phật đến dự và chư thiên làm mưa hoa cúng dường. Và đám tang thứ ba là đám tang của ngài ngài anh nhắc con đây nhắc ngài Kiều Trần Như mà được nhắc đến trong đây trong bài kinh Pháp Luân này nè. Tức là khi mà ngài tịch rồi đó thì ngài Anuruddha là đệ nhất Thiên Nhãn, ngài đã lên đó và ngài chứng minh cái tang lễ do chư thiên và cái đàn bầy voi đó nó thực hiện suốt một tuần lễ, ngài và 500 vị La Hán lên nó thuyết pháp cho chư thiên suốt một tuần, rồi sau đó thì cái xác đó được chư thiên hỏa thiêu, hỏa thiêu. Và cái ngày mà ngài Con Đa Nhá tịch đó thì hoa cỏ trên Tuyết Sơn đều là héo úa như là để tan vậy. Rồi xong. Và chuyện đặc biệt nữa đó là ngài Ananda. Ngài Ananda là gọi Bồ Tát Tất Đạt á, là Đức Phật á, là bà con chú bác ruột và sau này trở thành đệ nhất thị giả của Đức Phật. Ngài Ananda vai vế ngoài đời đó, quan hệ ngoài đời đó là chú bác, mà trong đạo là coi như là thị giả ấy. Vậy mà do cái túc duyên lạ đó, cái người mà truyền đại giới cho ngài Ananda không phải là Đức Phật mà là ngài Belatthisisat. Vị này là một trong 1.000 đệ tử của ngài Uruvelakaspa, tức là một trong số những vị La Hán mà có mặt trong cái đại hội rằm tháng giêng đầu tiên ở chùa Trúc Lâm đấy. Đó, lúc đó có 1.250 vị, thì trong đó có một vị tên là Belatthisisat. Thì vị này đó sau này trở thành hòa thượng bổn sư truyền đại giới cho ngài Ananda. Và cái ngày Con Đa Nhá Kiều Trần Như mà trong kinh này nhắc hồi nãy giờ tôi kể chuyện á, ngài có một người cháu ruột tên là Punnamanta Niputta. Tức là trước khi mà ngài Con Đa Nhá mà ngài từ biệt Đức Phật xin phép để về núi ở với đám voi 500 con ấy, thì sau khi lại Phật xong thì ngài về ngài gặp đứa cháu ruột, ngài nói cái túc duyên của con không có nhỏ đâu, con có túc duyên còn lớn đó, cỡ như cậu ạ, cỡ cậu ạ, cậu cháu mình thời gian tu hành tiền kiếp bằng nhau, túc duyên còn lớn lắm, con đi xuất gia đi. Thì người cháu đó đi xuất gia được gọi là ngày gọi là tôn giả Punnamanta Niputta và trở thành vị đệ nhất pháp sư trong số 47 vị cao đồ. Vị đó tên là Punnamanta Niputta, vị đó gọi ngày Kiều Trần Như là cậu ruột. Và đặc biệt là cũng do túc duyên tiền kiếp, cái người mà truyền đại giới cho ngài Ananda là ngài Belatthisisat, mà cái người mà thuyết pháp cho ngài Ananda mà chứng tu đồ không phải là Đức Phật, không phải là Đức Phật mà là ngài Punnamanta Niputta, cháu gọi ngài Con Đa Nhá trong bài kinh này này là cậu ruột.
quan hệ lạ như vậy. Và cuối cùng, sau 25 năm hầu Phật và ngày Đức Phật tịch rồi, ngã đang chứng La Hán bằng cách là tự mình tu tập chứ không ai hướng dẫn hết. Như vậy thì cái quan hệ ngã đang là ở ngoài đời đó là bà con chú bác với Thái tử Tất Đạt, nhưng mà khi xuất gia rồi nó trở thành đệ nhất thị giả của Thế Tôn. Và cái chuyện truyền đại giới thì cũng là do một người khác, và cái người thuyết pháp cho Đắc Tu Đầu Quần cũng là một người khác, và cuối cùng cũng tự mình áp dụng giáo lý mà chứng La Hán, chứ cũng không có phải là do Đức Phật hướng dẫn như là như nhiều người khác. Chưa? Rồi mình đánh một vòng xong mình mới vô bài kinh này. Thì trước mặt ngài là năm vị tỳ kheo, lúc bây giờ là chưa thọ đại giới, chưa thọ đại giới, nhưng mà trên danh nghĩa thì vẫn gọi là năm vị kỳ tỳ kheo, Panh Giáo Bát Gia Tỳ Khu, nhóm ngũ bộ tỳ kheo. Thì cái đám này, các nhóm này lúc đó còn phàm, thì họ coi trọng cái pháp môn khổ hạnh lắm. Thì chính từ cái chỗ này cái phần này nó dạy thế này. Bây giờ tôi chỉ lược cái nội dung này bằng cái ngôn ngữ của người thời nay nhé. Cái nội lược lại nội dung như thế này: tất cả chúng sinh trong đời này vì đâu mà sinh tử? Do thích cái này thích cái kia. Đấy. Và có cái mình thích thì mình gọi là hạnh phúc, mà không có cái mình thích thì mình gọi là đau khổ. Nhớ nha, đó là căn bản như vậy. Đấy. Và vô lượng chúng sanh gọi là hầu hết 99,9% trong cuộc đời này, 99,9% là họ cứ trốn khổ tìm vui để mà sống. Và đương nhiên với cái lý tưởng trốn khổ tìm vui đó, họ làm đủ thứ thiện ác và nhận được các thứ quả báo buồn vui, sướng khổ, nhưng mà cứ lăn trôi vô số kiếp như vậy, không có đi đâu về đâu. Thì trong cái số chúng sinh mà trốn khổ tìm vui ấy, chỉ có 0,1%, chỉ có 0,1% tự nhiên nhận ra một điều là cứ cắm đầu mà hưởng lạc thì chỉ có khổ thôi. Khổ thôi. Thế là họ mới là từ bỏ cái sự hưởng thụ, từ bỏ sự hưởng thụ. Họ nghĩ rằng bây giờ đó là mình khổ quá, khổ là do mình hưởng, bây giờ mình không có hưởng thụ, mà đó giờ đó là mình chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết sung sướng, bây giờ mình sống ngược lại. Đây, sống ngược lại. Sống ngược lại, đó giờ hưởng thụ, giờ không hưởng thụ, rồi đó giờ sung sướng, bây giờ chuyển qua đau khổ, đau đớn. Đây, họ nghĩ vậy đó. Đó giờ nó quá khổ rồi, quá khổ rồi. Bây giờ chỉ cần cách thoát khổ là mình sống ngược lại kiểu sống hồi xưa giờ. Thế là từ đó nó nảy ra cái pháp môn khổ hạnh. Có nghĩa là chúng sanh trong đời chia làm là hai nhóm. Nhóm một là chỉ biết cắm đầu gục mặt hưởng thụ, chạy theo cái thích và trốn tránh cái ghét. Cái nhóm thứ hai đó là họ thấy ngược lại, nó bây giờ cứ mà hưởng vậy không đi về đâu hết, bây giờ mình sống ngược lại. Thế là nó có pháp môn khổ hạnh. Mà như hồi nãy tôi nói cái chương cuối cùng của Tương Ưng Đức Phật ngày dạy, không để lấy khổ để mà diệt khổ, không thể lấy máu lệ mà tẩy rửa cái máu lệ được. Mà chỉ có con đường trung đạo này, tức là mình ở trong rừng thì mình phải tìm đúng con đường đi ra khỏi rừng. Chứ ở đây vấn đề không phải là cảm xúc, không phải là mình muốn ra khỏi rừng là mình phải mình mảy máu me rồi đầy xước thương tích, cái chuyện quan trọng là mình biết rõ mình ở trong rừng và mình chọn cái con đường nào an toàn nhất, ngắn nhất, hợp lý nhất để mình ra khỏi rừng. Cái chuyện là chuyện quan trọng. Chứ còn cái vấn đề cảm xúc là lựa con đường nào sướng cũng trật, mà lựa con đường nào lầy lội khó đi nhất cũng trật, mà cái con đường đúng nhất là con đường nào có thể dẫn ra khỏi rừng đó, thì cái đó là con đường mình nên chọn. Nhớ nha, tôi nhắc lại, muốn ra khỏi rừng thì mình không thể lấy cái tiêu chí là con đường nó phải dễ đi, phải thơ mộng, không, hoa thơm trái ngọt, sai. Mà mình cũng thể lựa con đường mà gồ ghề khúc khuỷu khó đi cũng được, mà mình phải lựa con đường nào hợp lý nhất có thể dẫn ra khỏi rừng. Cái vấn đề đây phải là cảm xúc, nhớ nha, vấn đề đây phải là cảm xúc. Đấy, đây cũng vậy, muốn giải thoát khỏi đau khổ thì không phải là phải, dĩ nhiên không phải tiếp tục hưởng dục hưởng lạc là sai, nhưng mà dĩ nhiên cũng không phải trông cậy vào máu lệ để tìm ra con đường giải thoát cũng sai. Mà vấn đề ở đây phải là cảm xúc, mà là vấn đề hợp lý,
con đường hợp lý đó chính là gì? Là cái này nói ra các vị hơi hơi khó hiểu, nhưng mà cũng phải nói, chính là nhận thức. Chính là nhận thức. Khổ là do thiếu nhận thức, và giải thoát chính là khả năng nhận thức. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Tôi nói rất là nhiều lần, mình cứ nghĩ rằng ấy, mình cứ nghĩ rằng người ta muốn làm hại mình, nhưng mà khi mình đã tìm ra đủ bằng chứng thì biết cái đó là hiểu lầm, tự nhiên mình hấp dẫn, đúng không? Này, mình thương một người, thương đắm đuối mất ngủ, nhưng mình sau này mình biết là cái người đó chính là đứa em gái thất lạc của mình, thế là mình hết tương tư. Hoặc là mình biết rằng con nhỏ cực đẹp đó chính là một đứa mới vừa giải phẫu chuyển giới, cái mình cũng nguội luôn. Đấy. Hoặc là bà già mình đã bị lẫn, đã đi lạc từ sáng đến giờ, và buổi chiều thì nghe nói người ta có tìm thấy một cái xác bà cụ nào đó trôi sông, mình nghe mình chết điếng. Nhưng mà khi mình ra tới nơi đó, mình biết mình xác định được cái xác nó phải má mình, cái mình thấy nhẹ, đúng không? Đấy. Thì giải thoát chính là nhận ra sự thật. Giải thoát chính là nhận ra sự thật. Này, hoặc là bây giờ đó là xưa giờ đó là mình quý một cái Rolex, đồng hồ Rolex mình quý lắm, đồng hồ Rolex. Một ngày kia mình phát hiện nó bị mất, mình điên lên được. Trong lúc mình điên đó thì ông già mình, ông mới nói cho mình biết rằng cái đồng hồ đó ông mua bên Trung Quốc ấy, có 50 nhân dân tệ thôi. Ông mua ở Thượng Hải. Tôi có tới Thượng Hải một lần. Rolex, Patek Philippe, Audemars, đi quê. Nó đeo từ ở cổ tay, nó đeo tới nách luôn, nó đeo lên tới nách luôn, mà ăn cái có mấy chục tệ mà Rolex. Rolex đeo từ ở cổ tay, đeo lên tới nách luôn. Nó làm một lúc cả mấy chục chiếc rồi. Thì ông già mới nói thiệt, ông nói là con nhớ kỵ mình đi đúa không, thì cái Rolex này là bố mua đó. Thì khi mà đứa con nó nhận ra rằng cái mà bị mất chỉ là đồ rác, chỉ nó nhẹ liền đó là, thì cái chuyện giải thoát y chang như vậy. Mình khổ là vì mình thấy đó, bản thân mình là một cái gì đó rất là quan trọng, rất là đáng kể. Mình thấy đó, những gì mình được và những gì mình bị đó, nó quan trọng lắm. Những gì mình sở hữu, những gì mình mong mỏi, mình thích, mình ghét, nó quan trọng. Nhưng có một ngày mình nhận ra rằng mình chỉ là cái Rolex mua ở Shanghai thôi. Nha. Mình chỉ là cái Rolex mua ở tàu thôi. Cho nên nếu có ai đó hỏi anh đi chùa, anh nghe pháp, anh học được cái gì, thì mình có thể nói thế này: tôi học đạo để nhận ra rằng tôi là đồ tàu, đồ Trung Quốc. Và đó giờ tôi tưởng tôi là đồ thụy sĩ, tôi tưởng tôi là đồ Nhật, nhưng mà tôi học đạo để tôi thấy tôi là đồ made in China. Nha, China, đồ dởm. Nhớ nha, dầu nó có đẹp lộng lẫy lấp lánh lung linh thì tôi vẫn là đồ China. Khi mình nhận ra mình là đồ tàu ấy, thì tình hình cũng khác nó nhiều, khác nhiều. Nhiều người họ cứ tưởng rằng là sở hữu một cái vật mình thích ấy, là sung sướng, nhưng mà không. Biết đạo rồi mới thấy không thích cái gì hết. Có khả năng coi nhẹ mọi thứ, cái đó mới là hạnh phúc thứ thiệt. Cái hạnh phúc này nó không bị ai tước đoạt hết, không bị ai trộm hoặc là cướp. Nhưng mà riêng mình sở hữu một cái vật mà để cho người ta ghen tị và ngưỡng mộ, thì mình tưởng cái đó hay, nhưng mà không. Cái đó bữa nào nó khủng khùng mà nó mất là mình điên. Hoặc bữa nào mình chán đó là mình mệt. Tại vì nó đắt tiền lắm mà mình chán. Không có gì khổ cho bằng là mình chán cái thứ mà mình đã đầu tư quá nhiều, đúng không? Đấy. Cho nên toàn bộ giải thoát chính là hành trình giải thoát, chỉ là nhận thức thôi, xem chưa? Đấy. Cho nên đây chuyện đầu tiên Đức Phật ngài nói rồi. Giải thoát nó không phải là vấn đề cảm xúc. Đấy, tôi diễn dịch bài kinh này bằng ngôn ngữ hiện đại, nhá. Giải thoát nó không phải là vấn đề cảm xúc. Không thể nào con sung sướng rồi con tìm cái sự giải thoát qua cái sung sướng, sai. Mà con không thể nào con cắm đầu trong cái máu lệ con tìm đường giải thoát, sai. Bởi vì giải thoát nó phải là vấn đề cảm xúc, mà nó là vấn đề nhận thức. Đấy, nhớ nha. Đấy. Cho nên này các vị kheo, có hai cái cực đoan mà các ngươi nên tránh, đó là lợi dưỡng khổ hạnh. Một bên là cái cực đoan cho rằng là trốn khổ tìm vui bằng cách hưởng lạc, cái nó sẽ không được. Thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng vị đắng của cuộc đời, là máu lệ của nhân gian cũng không được. Bởi vì sao? Vì con đường giải thoát không thể đến bằng cái cảm xúc rẻ tiền và trẻ con ngô nghê ngờ nghịch ngớ ngẩn ngây ngô như vậy, không phải. Mà giải thoát chính là hành trình nhận thức. Do đó, này các vị kheo, sau khi từ bỏ hai cái kiểu sống cảm xúc đó, thì các con muốn giải thoát
là các con phải tìm đến cái con đường ở giữa, không, ở giữa hai cái cảm xúc đó chính là con đường nhận thức. Đấy, nhớ nha, từ bỏ hai cái kiểu sống thuần túy cảm xúc, bây giờ các con phải tìm đến cái con đường thứ ba, đó là con đường nhận thức. Đấy, mà trong nhận thức đây là gì? Nhận thức ở đây là các con nhận thức bốn chuyện. Chuyện thứ nhất, mọi thứ ở trên đời này, 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 từ con ông cái kiến cho đến ông hoàng bà chúa, cống hầu khanh tướng, phạm thiên chư thiên, càn tát bà long dương kim siêu điểu dạ xoa, cho đến những cái loài vô hình khuất mặt nhân gian thiên hạ nhân loại tất cả, rồi cho đến đất đá cây cỏ mặt trăng mặt trời thiên thể tinh tú trăng sao, mọi thứ hiện hữu ở đời đều là khổ. Khổ đây nó có hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất. Này, khổ cảm giác nghĩa là cái gì mà làm cái thân tâm mình khổ thì cái đó là khổ cảm giác, làm cho thân tâm khó chịu. Còn cái khổ bản chất ở đây có nghĩa là những gì mà bản thân của nó là bất toàn bất trắc, khó lường, nay vậy mai khác, thì đó gọi là khổ bản chất. Thì mọi thứ ở đời nó là khổ, đó là sự thật thứ nhất. Mà trong đó là ngôn ngữ bây giờ, còn ở trong chánh kinh thì nó là này các vị khen, khổ là gì, khổ đế sự thật thứ nhất là gì. Sự thật đầu tiên mà các con cần phải nhận thức đó là sanh là che khổ, già là khổ đau, chết đau là khổ, chết là khổ, không sanh già bệnh chết, rồi gì nữa, muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần, rồi gì nữa, nói chung năm uẩn là khổ. Đại cái ăn tiền là cái câu cuối, ăn tiền là cái câu cuối, nói chung năm uẩn là khổ. Mà năm uẩn ở đây chính là sự hiện hữu của toàn bộ vạn hữu. Toàn bộ vạn hữu, tất cả những gì thuộc về hình danh sắc tướng tinh thần thể xác, trong ngoài xa gần trên dưới, không, tất cả đều là hiện hữu. Mà đã là hiện hữu, tất cả đều là khổ hết. Đây, đó là cái sự thật thứ nhất cần phải nhận thức. Giải thoát là nhận thức mà. Cái thứ hai, tất cả đam mê gì trong đời này cũng là đam mê trong cái khổ. Bởi vì cái tiền đề đầu tiên đó là gì ta? Mọi thứ là khổ. Cho nên mình có thích cái gì đi nữa cũng là thích trong khổ. Nhớ nha, thích cái gì đó, dầu thích trong thiện, trong ác, trong sướng, trong khổ, thích là khổ. Bởi vì thích trong khổ thì có nghĩa là tiếp tục đầu tư cái khổ khác. Rồi đây là sự thật thứ hai. Cái sự thật thứ ba, muốn hết khổ thì không có thích trong khổ nữa. Và ba cái nhận thức này, nhận thức một, nhận thức hai, nhận thức ba, không? Ba luôn sống trong ba nhận thức này, đó chính là cái sự thật thứ tư, đó chính là con đường thoát khổ. Mà cái từ chuyên môn thì gọi là bát chánh đạo, là chánh kiến, chánh tư duy, ngữ nghiệp mạng, không? Niệm định tức. Nhưng mà nếu mà nói cho nó dễ nhớ thì mình cứ nhớ thế này. Cái chuyện đầu tiên là mọi hiện hữu là khổ. Thứ hai, thích cái gì ở trong cái hiện hữu đó cũng là thích trong khổ. Mà thích trong khổ nghĩa là tạo ra khổ khác. Và cái thứ ba là muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa. Và ba cái nhận thức vừa nói đó, nó chính là cái con đường thoát khổ, nó là đạo đế. Nhớ nha, bát chánh đạo nó chỉ là hành trình nhận thức. Tôi nhắc lại, bát chánh đạo gom gọn nó chỉ là ba cái nhận thức thôi. Nhận thức một, mọi thứ là khổ. Nhận thức hai, thích cái gì cũng là thích trong khổ, và hãy thích trong khổ thì tiếp tục tạo ra khổ. Và nhận thức ba, muốn hết khổ thì đừng thích trong khổ nữa, liên tục sống trong nhận thức này thì đây chính là con đường thoát khổ. Và đây cũng chính là hình thức thu gọn, nội dung thu gọn của bát chánh đạo. Nhớ nha, bởi vì hành trình tứ niệm xứ là gì, hành trình tứ định tứ niệm xứ là gì, là chánh niệm và trí tuệ, đúng không? Và chánh niệm trí tuệ là gì, là chỉ để nhận ra có ba chuyện đó thôi. Một, đi đứng nằm ngồi co duỗi, không, nói cười, tắm rửa, ăn uống, tiêu tiểu đều là khổ. Này, biết rõ. Và khi nào có phiền não xuất hiện mình cũng biết rõ, đây là tham, muốn cái này muốn cái kia. Sân là muốn đừng có cái này, muốn đừng có cái kia, đó gọi là sân. Nhớ nha, đó, gom gọn lại. Như vậy sân nó cũng là một hình thức của tham. Wow, tôi biết tôi nói cái này, mấy người học anh thì làm nổi điên lên, nó không, trong tâm sở rõ ràng là nhóm sân phần khác với tham phần. Dạ thưa, cái đó là elemente, không, nhưng mà nói cho rốt ra thì là tha, sân nó là một cái mặt khác của tham,
Là vì tham là anh muốn có cái này, anh muốn có cái kia. Còn sân là anh muốn đừng có cái này, muốn đừng có cái kia. Đây, như vậy thôi nhé. Cho nên tư tú niệm xứ là mình ghi nhận biết rõ ở đâu có thích thì đó là tập đế, nguồn gốc của khổ. Ngoài tập đế ra, toàn bộ cái còn lại đều là khổ đế hết. Nhớ nha. Và cái này quý vị biết nổi điên lên này. Đó là bắt chánh đạo, gồm có chánh kiến, cái tư duy v.v. Các vị nổi điên lên chỗ này nè. Khi tôi nói rằng tôi là toại khách, xin nghiêm túc không? Chịu trách nhiệm câu nói này. Bát chánh đạo thực ra đó, nó cũng nằm ở trong cái khổ đế. Đấy. Và cái tập đế là tâm tham ý, thật ra nó cũng nằm ở trong cái khổ đế. Đấy. Nhưng mà sở dĩ mà nó chia ra ba đế rời nha là vì sao? Là vì trong cái đống khổ đó đó, trong nguyên tỷ hình ảnh nó làm vạn hữu mà, tất cả mọi thứ đều là khổ. Thì trong cái đống khổ đó đó, riêng cái anh tham á, ảnh vừa là khổ mà ảnh vừa là nguồn cội của khổ. Giống như trong cây mía đó. Thì cái anh tham ảnh giống ảnh là cái mắt mía, ảnh là cái mắt mía, ảnh nằm trong cây mía đúng, nhưng mà ảnh là cái mắt mía, cho nên mình có thể lấy ảnh mình vùi xuống đất để nó ra cây mía mới, xem chưa. Như vậy thì cái nói là tâm mình chia cho dễ nhớ thì nó ở tâm tham, nó chính là tập đế. Còn sanh già đau chết năm quẩn nó là khổ đế. Nhưng mà ngồi nghĩ kỹ thì tâm tham có nằm trong năm quẩn không? Dạ có. Học ai thì làm chắc cô là có. Tâm tham có nằm trong năm quẩn nha. Có. Đây. À, cho nên nếu mà nói chi pháp thì nó rời. Nhớ nha. Tôi nói thì chậm. Nếu mà học chưa elemente tiểu học á, thì mình thấy rõ ràng là tập đế riêng nha. À, đạo đế là bác di đạo trong tâm đạo đó là mình học elemente. Chứ mà nếu mà học cho tới nơi đó không, thì mình phải nhớ rằng bác di đạo cũng nằm trong khổ đế, cũng nằm trong khổ. Nhưng mà sở dĩ mà nó được gọi là đạo đế là vì sao? Vì tuy nó là khổ nhưng mà nó cũng là con đường thoát khổ. Vì sao? Vì rằng, nghe kỹ chỗ này, con đường ra khỏi rừng luôn luôn nằm trong rừng. Xưa nay chưa bao giờ có một con đường nào đưa ta ra khỏi rừng mà nó nằm ngoài rừng. Dạ chưa bao giờ có. Nhớ nha, con đường ra khỏi rừng luôn luôn nằm ngay trong chính khu rừng ấy. Ta không thể nào ra khỏi khu rừng bằng một con đường nằm bên ngoài khu rừng. Chuyện đó không có. Nhớ nha, nhớ chỗ này nha. Và con đường ra khỏi rừng cũng chính là con đường đi vào rừng. Vấn đề là ta đưa cái mặt của ta về hướng nào, ta đưa cái lưng của ta về hướng nào. Ta đưa cái lưng của ta về bìa rừng có nghĩa là ta đang đi sâu vào rừng. Ta đưa cái lưng của ta vào rừng và đưa cái mặt ra bìa rừng có nghĩa là ta đang ra khỏi rừng. Ok? Cho nên mọi hiện hữu là khổ. Có một điều là khi mà mình có trí tuệ đó, mình nhận ra rằng à, cái anh này là khổ, cái mọi sự có mặt là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ. À, nếu duyên lành mà ba la mật mà nhiều kiếp nó đủ chín mùi, xem chưa, đủ chín mùi à. Khi nhận thức như vậy, khi nhận thức rằng mọi hiện hữu là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, nếu mà duyên lành nó chín mùi thì ngay trong cái nhận thức đó đủ để ta cắt đứt phiền não, không còn là phàm nữa. Còn nếu cái ba la mật nó không đủ thì mình có nhận thức như vậy cũng chẳng qua là mình làm con bò, mình nhơi lại như là cái đống cỏ thôi, đống cỏ mình ăn ban sáng thôi, chỉ như là như. Và có biết bao nhiêu vị, không phải biết bao nhiêu mà là tất cả các cái bậc thánh trước khi mà chứng đạo, là đều trải qua vô số kiếp nhơi đi nhơi lại những gì mình đã học đã hiểu. Mà nhơi chừng nào mà cái duyên lành nó chín mùi thì nó có chứng thách. Cho nên hôm nay mà mình học đạo mình nhớ dở nè, hiểu chậm nè, tu hoài không đắc, không có gì buồn gì đó, chuyện bình thường. Tất cả chư Phật, chư hiền thánh ba đời mười phương đều y chang như vậy. Tức là trước khi gọi là chứng thánh thì các vị đều phải gọi là trải qua giai đoạn như mình bây giờ đó, cũng học đạo, cũng tư duy, cũng hành trì khi khước.
bố thí, trì giới, phục vụ, nghe pháp, cung kính, hồi hướng, đủ thứ công đức không? Rồi ba la mật là bố thí, trì giới, ly dục, rồi kham nhẫn, chân thật, chí nguyện, từ tâm, hành xả, đủ thứ. Rất là nhiều kiếp lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và khi nó duyên nó chính thì sao ta? Khi duyên chính thì người thì thành Phật, người thì thành thành tinh tấn, người thì thành độc giác, nhớ ha. Và toàn bộ cái hành trình mà tu tập của Bồ Tát Tất Đạt, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ha, thì cũng là sống trong khổ đế. Và trong vô số kiếp phàm phu ấy, có những lúc ngài thích cái này, thích cái kia trong khổ, cho nên ngài tiếp tục đầu thai tái sinh. Nhưng mà ngay cái trong cái hình này, thân phận sanh tử ấy, ha, tuy sống trong khổ nhưng mà ngài rõ ràng ngài có vạch ra được con đường thoát khổ, và con đường nằm đó nó nằm ngay chốc ở trong bản thân của cái khổ. Đó là ngài không ngừng tu tập Bát Chánh Đạo, không ngừng tu tập Ba La Mật. Đấy. Và người không học giáo lý đó, thì mình cứ tưởng là cái Ba La Mật đó, lục độ thập độ đó, nó khác với cái như Bát Chánh Đạo. Dạ thưa, không có khác. Các vị học ai thì làm, các vị biết. Thì dầu là Ba La Mật hay là thập thiện, thập độ hay là 37 bồ đề phần, tất cả chỉ là 13 cộng 20, 25. Coi kỹ lại coi, mở sách ra coi kỹ lại coi, coi kỹ lại, coi kỹ lại. À, quan mà thôi, tôi tính thông báo, nhưng mà mượn cái chỗ này tôi thông báo cho cái nhóm học viên lớp internship sắp tới, sợ là lạc đề quý vị. Tức là sắp tới để bà con làm ơn đem qua giùm tôi cái bộ A Tỳ Đàm mà mình mới phát hành á. Cái bộ nó quyển 1, quyển 2 có quyển đó, thì chỉ có một bộ đó chúng tôi mới có thể hướng dẫn các vị về về cái gọi là lộ tâm với lộ sắc được. Lộ tâm có nghĩa là cái Buddhist psychology là cái gì ta, là tâm lý học giáo. Và một cái nó là lộ sắc, nó gọi là cái sinh vật học Phật giáo, không? Sinh vật học Phật giáo, nhớ nha. Theo A Tỳ Đàm nhưng phải có cuốn đó. Thì ở đây cũng vậy, trong vô số kiếp sanh tử luân hồi, mang thân sinh tử, trong thân phận của phàm phu Bồ Tát cũng sống trong phiền não. Nhưng mà có một điều, tuy là cũng là người có mặt trong khu rừng như bao nhiêu thiên hạ khác, nhưng mà ngài có một cái xác định rõ ràng, biết rõ khu rừng này là cái chốn đọa đày, và bản thân mình đang bị đọa đày, và ngay ở trong cái cõi lưu đày ở đó, ngài xác định được cái con đường mà mình phải đi. Ngài đi suốt 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp cho đến cuối cùng, thì ngài đi tới từ một cái chỗ có cái tên là Uruvela. Ở đó có cái gốc Bồ Đề. Đây, có cái gốc Bồ Đề. Và ngài bèn ngồi xuống và phát thệ một cái lời đại nguyện rằng nếu mà chưa có chứng Phật, thì dầu mà máu ta có cạn đi, thì ta cũng không có rời khỏi chỗ ngồi này. Thật ra cái lời nguyện đó không phải là lần đầu và cũng không phải là duy nhất. Không phải lần đầu mà cũng không phải là duy nhất, mà ngài đã từng phát thệ như vậy từ vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp ngài cũng phát thệ như vậy, ta sẽ ở đây tu cho đến bao giờ mà gọi như giải thoát. Nhưng cuối cùng thì sao? Chết. Chuyện này có vô số lần, phải một lần, phải là đợi tới kiếp chó mới có cái vụ mà nguyện tỳ tỳ cục nhỉ? Như đời Đức Phật Ca Diếp có 7 vị tỳ kheo, thấy giáo pháp suy tàn, pháp học pháp hành từ giáo lý cho đến hành trì bị thiên hạ thờ ơ, mấy anh em dắt nhau lên trên một cái mỏm đá treo leo, làm cái thang thang tạm, leo lên đó rồi xô cái thang, và cùng nắm tay nhau hẹn rằng chỉ rời khỏi đây khi chứng thánh. Mà trong 7 vị đó thì có 2 vị chứng thánh đi trước, còn 5 vị còn lại, và đương nhiên nhịn ăn thiếu nước uống chết. Và 5 vị tử vị thánh tử đạo nè, thánh tuẩn đạo nè, thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì trở thành 5 vị la hán tinh văn, nhớ nha, 5 vị la hán tinh văn siêu sắc. Có nghĩa là không phải chỉ một kiếp mà tuẩn đạo là đủ đâu. Nếu mà thiết tha cầu giải thoát thì phải vô số lần tuẩn đạo như vậy. Tuẩn đạo cái này chết vì đạo, nhưng mà tuẩn tình thì chết vì tình vậy đó. Này, tuẩn là hy sinh cho một cái gì đó, ha? Gọi là tỉnh sati. Thì bài kinh chủ pháp đơn này ngày nào nói cái gì?
Nghe nói rằng không thể nào mà đi tìm giải thoát bằng hai cái con đường thuần túy cảm xúc, đó là sướng và khổ, mà phải đi bằng con đường nhận thức, đó chính là bát chánh đạo. Mà cái bát chánh đạo là gì? Đó là chính là chánh kiến, thấy đúng. Làm ơn mở giùm tôi Trung Bộ Kinh, đúng không? Bài Đế Phân Biệt nha. Mà cái bản in cũ là Đế Phân Biệt, còn cái bản in mới là Phân Biệt Sự Thật, đúng không? Phân Biệt Sự Thật. À, thì trong đó, đó có giải thích rất rõ, chứ đừng nghĩ rằng cái này là do chúng tôi định nghĩa nha. Trong bài cái đó, ngày sau Phật phân biệt rất rõ, ngày giải thích rất rõ. À, chánh kiến là gì? Chánh kiến tức là cái trí tuệ hiểu được bốn đế này, bốn đế nãy giờ tôi giải thích rồi. Chánh tư duy là gì? Chánh tư duy có nghĩa là ba cái chánh tư duy: ly dục, vô sân và bất hại. Ly dục nghĩa là không có thích gì hết, vô sân là không bất mãn gì hết, và bất hại là không có nhiễu hại, không có gây tổn thương cho ai hết. Bằng ngay được ý niệm, ngay không có ý niệm gây tổn thương nó gọi là bất hại tư duy, không có ý niệm bất mãn cái gì nó gọi là vô sân tư duy, không có ý niệm tham thích cái gì nó gọi là ly dục tư duy. Thì ba cái này cộng lại gọi là chánh tư tư duy. À, chánh ngữ chánh nghiệp, chánh ngữ chánh kiến, chánh tư duy. Vì qua tới chánh ngữ, chánh ngữ có nghĩa là cái này nói thì chánh kinh á. À, chánh ngữ có nghĩa là không có, không nói dối, không 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 nói đâm thọc, không có nói lời ác độc, không có nói lời phiếm luận. Nhưng mà đó là nói một cách tổng quát cho cái người sơ cơ. Tôi nói rõ nha, đó là cách nói cho người sơ cơ. Nhưng mà cách nói rốt ráo trong kinh ấy, nó có hai cách. Một, chánh ngữ nó có mặt nào nổi, chánh ngữ hiện tượng và chánh ngữ bản chất. Chánh ngữ hiện tượng là gì? Là nói lời lành, không nói lời gây, không nói lời vô ích cho mình và cho người, không có nói lời làm tổn thương ai. À, thì nó gọi là chánh ngữ hiện tượng. Còn chánh ngữ bản chất là gì? Chánh ngữ bản chất chính là tâm sở chánh ngữ. Nhớ nha. Có nghĩa là cái, bằng cái tâm trạng nào, bằng cái tâm trạng nào mà ta không có nói dối được, không có nói lời ác độc làm tổn thương người khác, không có nói cái lời phù phiếm vô ích, phiếm luận, không có nói cái lời là gây chia rẽ, ly gián ai, thì cái tâm trạng đó được gọi là tâm sở chánh ngữ. Nhớ nha, nhớ cái này nha. Cho nên là khi mà mình thấy trong kinh định nghĩa chánh ngữ là không nói này không nói kia, cái đó mình hiểu đó là chánh ngữ hiện tượng. Chứ chánh ngữ bản chất thì không phải, chánh ngữ bản chất là cái tâm trạng. Cái tâm trạng nào mình đã giúp ta không nói cái lời đó được gọi là chánh ngữ. Nhớ nha. Chứ còn cái vị tưởng tượng mình định nghĩa chánh ngữ là không có nói mấy cái lời đó, hoặc là chánh ngữ là nói lời lành, định nghĩa vậy nó hơi kẹt. Là tại sao kẹt? Là bởi vì trong cái khoảnh khắc đắc đạo, cái thời gian nó chỉ có một phần tỷ của giây, thì mình làm sao có chánh ngữ mà hiểu được cái nghĩa mà mình vẫn hay ra rã sai, hiểu không? Chánh ngữ đây là một cái khía cạnh tâm lý, ngữ nghiệp cũng vậy. Chánh nghiệp ở đây mà nói trên hiện tượng ấy, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, nhưng đó là chánh ngữ hiện, chánh nghiệp hiện tượng. Mình chánh nghiệp bản chất chính là cái tâm trạng nào, cái tâm trạng nào mà giúp cho mình tránh được ba cái đó, thì đó chính là tâm sở chánh, chánh nghiệp. Còn chánh mạng cũng vậy, chánh mạng mà chánh mạng hiện tượng ấy là không có kiếm sống bằng những cái nghề nghiệp sinh kế bất thiện, hại mình hại người. Còn mà cái chánh mạng mà chánh mạng bản chất ấy, tức là cái tâm trạng nào mà nó giúp cho mình chọn được cái sinh kế lương thiện. Nhớ không? Lương thiện kiểu xuất gia, lương thiện kiểu cư sĩ khác nhau, phải không? Thì trong A Di Đà gọi là tâm sở chánh, chánh mạng, nhớ nha. Ngữ nghiệp mạng. Rồi chánh tinh tấn là gì ta? Chánh tinh tấn tức là gồm có bốn, đúng không? Bốn. Nói thì A Di Đà mình là nó chính là tâm sở cần thôi, chỉ siêng năng thôi chứ có gì trơn. Nhưng mà nói theo tạng kinh thì phải chánh ngữ nó cũng giống như chánh ngữ hiện tượng, ở chánh tinh tấn hiện tượng, cái là chánh cần chứ, chánh cần tức là chánh tinh tấn đó. Chánh cần hiện tượng mà chánh cần bản chất. Chánh cần bản chất nó chỉ là tâm sở cần, có nghĩa là cái trạng thái nỗ lực, siêng năng, không lui sụp, không bỏ cuộc, không buông xuôi, thì đó gọi là tâm sở cần. Đấy. Còn trời nữa kiếm thì nở ở mình khổ. Chánh cần mà nói trên hiện tượng ấy, thì nó trên bản chất ấy, thì nó chỉ là tâm sở cần thôi. Còn cái chánh cần nó thì hiện tượng gồm có bốn,
đó là thận trừ tu bảo, có nghĩa là nỗ lực ngăn cái ác chưa có, trừ cần là nỗ lực trừ cái ác đang có, đã có. Tu cần tức nghĩa là nỗ lực gây dựng cái thiện chưa có, và bảo cần có nghĩa là nỗ lực duy trì cái thiện đã có. Nhớ nha, nhớ cái đó. Đó là gọi là chánh tinh tấn trên hiện tượng. Chánh tinh tấn mà trên bản chất thì chỉ có một, đó là tâm sở cần thôi. Nhớ không? Rồi chánh niệm là gì ta? Chánh niệm cũng có hai, đó là chánh niệm bản chất và chánh niệm hiện tượng. Chánh niệm bản chất là gì? Chính là tâm sở niệm, tức là cái khả năng ghi nhớ không có quên mình. Mình làm gì biết rõ cái đó, không? Không có buông xuôi thực tại. Tức là từng khoảnh khắc thực tại đều được ghi nhận một cách kịp thời. Kịp thời nha, từng khoảnh khắc thực tại, từng giây phút hiện đại được ghi nhận kịp thời. Cho nên nó, chánh niệm nó còn cái tên gọi là thắp sáng hiện hữu. Thắp sáng hiện hữu thì có nghĩa là từng giây phút hiện hữu đều được soi rọi, không có bị buông xuôi, không bị lãng quên. Rồi. Đó là chánh niệm, cái đó gọi là chánh niệm bản chất á, tức là tâm sở niệm ấy. Còn cái chánh niệm hiện tượng là gì? Đó chính là cái chánh niệm trong pháp môn tứ niệm xứ. Đó có nghĩa là đi biết là đi, ngồi biết là ngồi, nằm biết là nằm, ăn uống biết là ăn uống, co duỗi biết là co duỗi, dở bước đạp biết là dở chân lên, bước đạp xuống biết rõ, tiêu tiểu tắm rửa, ăn uống nhai nuốt, mặc áo cởi áo biết rõ. Đây thì đó gọi là chánh niệm hiện tượng. Nhớ nha. Rồi chánh định là gì? Chánh định cũng có hai, đó là chánh định bản chất và chánh định hiện tượng. Chánh định bản chất chỉ là tâm sở định thôi, nhớ nha, chỉ là tâm sở định. Nhưng mà cái chánh định mà chánh định hiện tượng là gì? Đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là gì? Là đoạn trừ năm truyền cái, thành tựu năm chi thiền. Còn nhị thiền là gì? Nhị thiền là không còn truyền cái để đối phó, nhưng mà phải loại bỏ từ từ các chi thiền. Loại từ nghĩa là buổi đầu là mình bỏ rác, nhưng mà còn lại dụng cụ dọn rác. Và từ nhị thiền trở đi thì không còn rác nữa, nhưng mà phải bỏ bớt các dụng cụ hốt rác. Đó chính là nam chế chi thiền. Mà từ sơ nhị tam tứ thiền sắc giới, rồi cộng thêm bốn tầng thiền vô sắc nữa, thì được gọi là chánh định. Chánh định nguyên thủy Đức Phật Ngài chỉ nói có thiền không à. Nhưng mà thời nay làm gì có thiền, trừ ra mấy sư tổ ba ao, vô ba ao tu ba tháng ra thì nó đắt tắt bét, nó giống thiền gì cũng đắt hết. Chứ còn đắt thiền nó không phải dễ. Tôi quý ba ao, tôi thờ phụng ba ao lắm, tôi chắc chắn là sẽ cung thỉnh các vị thiền sư ba ao về giảng cho Kalama, bên cạnh các cái truyền thống khác như là Upanita, như là Sumin, như là Mokok, Mahasi, Chăm Nhai, chúng tôi sẽ thỉnh. Nhưng có một điều, đó là tinh thần của ba ao, thiền sư ba ao. Chứ còn các cái hành giả Việt Nam ở ba ao thì em xin, không biết nghe bà chó bà nhán sao nó nói rắc thiền nó dễ. Đây, nó dễ lắm. Chứ đây tôi cũng xin nói lạc đề một tí, không? Đắc thiền không dễ đâu, tại vì anh muốn đắc sơ thiền anh phải bỏ được năm truyền cái và thành tựu năm chi thiền. Năm chi thiền nó đúng là năm chi thiền, không là kỹ vậy. Năm chi thiền ngựa có tu cũng có năm chi thiền nữa, nhưng mà lúc đó không được gọi là năm chi thiền, mà nó chỉ là những cái khía cạnh tâm lý. Nhưng mà khi mà mình tu thiền thì năm cái đó nó được gọi là năm chi thiền, nhớ nha, chứ nó không có cạo siêu vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, quan trọng nhất ấy, là cái năm chi thiền, cái năm cái yếu tố tâm lý đó ở cái người đắc sơ thiền ấy, nó đủ mạnh để nó trấn áp năm cái thứ phiền não. Thì lúc bây giờ năm cái tâm sở đó nó được gọi là năm chi thiền nha. Khi nào tôi nhắc lại, khi nào năm cái tâm sở đó mà nó làm cái việc gọi là trấn áp năm triền cái đó, thì lúc đó nó được gọi là chi thiền. Chứ còn nếu mà nó không có làm cái chuyện đó thì xin lỗi, con heo, con chó, con đứa nào cũng có cho chứ, đứa nào cũng có năm chi thiền hết. Có hết. Nhưng mà năm cái nó không được gọi là chi thiền là vì sao? Vì nó có, nhưng mà nó không phải, nó không có cái tác dụng, nó không có tác dụng, nghĩa không có tác dụng đối phó năm cái truyền cái. Cho nên nó chỉ là năm cái tâm sở, năm cái thành tố tâm lý thôi, nhớ nha. Đấy, nhớ cái đó. Thời nguyên thủy thì cái chánh định phải là sơ thiền trở lên, còn cái thời này là bắt đầu cái thiền được cơi nới, giải phóng mặt bằng, không định bụ. Có nghĩa là thời này đó là mình bắt đầu mình thêm một cái vụ định của ba,
để dớt giác cho mấy em mà thiếu duyên đấy. Tức là sát na định là khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc, mang tính đối phó. Còn cảnh định là khả năng tập trung lâu bền vững chãi hơn, giai đoạn tiền đắc thiền, tiền đắc định. Còn cái giai đoạn thứ ba là kiên cố định, là từ sơ thiền đó lên. Nhưng mà nói vậy nói gượng, cái thật ra cái giai đoạn gọi là sát na định là loại định đối phó đó. Thì bây giờ mình chỉ tới đó thôi, tới đó. Chứ cảnh định tôi không tin, bởi vì cảnh định nó là giai đoạn tiền đắc thiền, tiền đắc định mà. Nó là bậc thềm của thiền, nó chưa vô nhà nhưng mà nó là bậc thềm đó. Và chuyện đầu tiên đó là anh muốn đặt sơ thiền, đó là anh cũng gần giống như là sơ thiền, nên là anh cũng phải có khả năng vắng lặng năm triền. Cái năm triền là cái gì? Thích cái này, bất mãn cái kia, buồn ngủ, rây rứt, bồn chồn và quan năng nghi hoặc, thì năm cái này được gọi là năm triền. Mà tôi chỉ hỏi hai cái chiêu đầu tiên, đó là quý vị còn tham thích cái này cái kia hay không, còn bất mãn cái này cái nọ hay không. Chỉ riêng hai cái này đó, mà mình nuốt chưa trôi thì đừng có liếu láo mà nói rằng đắc thiền này thiền kia, cho em xin, cho em xin nha, cho em xin. Bởi vì là mình nói cái tật mình muốn, cái tật khoái khoe đó, là cái tật đó là thấy là không có thiền. Cái anh cha đắc thiền chẳng có khoái khoe, không, đắc thiền đắc đạo là không có khoe. Bởi vì cái cảnh giới của đắc thiền nó xuống đến mức mà họ không muốn hả họng, không muốn há miệng, không. Bởi vì tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Nó ăn lạc, khiếp lắm. Hé miệng ra là ăn lạc, họ có cảm giác nó bị trôi ra bớt. Nó trôi. Hé miệng ra cái ăn lạc nó bị trôi mất rồi. Cho nên, đối với các vị chứng thiền chứng đạo, im lặng là vàng. Chỉ nói ra những gì mà nó quý hơn vàng. Chỉ nói khi không thể im lặng. Chỉ nói khi cái điều nói ra ấy nó quý hơn vàng. Còn bình thường thì cứ tịnh khẩu như bình, thủ khẩu như bình, im lặng không nói. Một đời làm nghiêm sọ ống hém. Đúng. Đắc thiền đắc đạo là chỉ thích cái hạnh gọi là nghiêm sọ ống hém. Tịch mặt, thủ khẩu, tịnh khẩu, vô ngôn. Đấy. Đấy. Đắc thiền đắc đạo. Còn mình mà mình còn phải chia sẻ thì chứ. Mình còn quẩn, mình còn rảnh, mình còn có thời gian. Đấy. Chứ khi mà mình đắc thiền đắc đạo, hé miệng ra là mình đã không muốn, nó mệt, nó mỏi quay hàm lắm. Có đắc thiệt đó, cái người đắc thiệt, cái quay hàm của họ nó dễ mỏi lắm, nó mau mỏi lắm. Và mỗi lần hé miệng ra vậy, nó mất đi cái an lạc. Cho nên, tôi biết trong tâm thế là có người nói nào, nói là kinh nói, dạ, kinh nói. Chứ còn thật là dạy thế này nè, các vị kheo, ta nói rằng cái đám đông nó không những nó làm phiền phàm phu mà nó còn làm phiền cái bậc thánh nữa. Hồi đó tôi đọc cái tôi sốc lắm. Tôi rất là sốc. Nó ủa, kinh gì mình nói kỳ ra. Tôi đọc kỹ là tôi nhớ con mắt, tôi banh con mắt tôi ra, tôi ủa, sao kỳ vậy? Nghe nói là cái đám đông nó làm phiền không những cho phàm phu mà làm phiền cho bậc thánh đó. Thì trong chú giải mà giải thích thế này, phiền là làm sao? Phàm phu ấy, mà khi mình cả nó được, đám đông nó bu lĩnh lễ bái cúng dường khen tặng, suy tôn thần tượng, thì đương nhiên khỏi tu hành, cái đó là phiền đúng rồi. Nhưng mà nghe nói rằng một vị thánh mà còn phải mải mê bận rộn cái chuyện hoằng hóa độ sinh, thuyết giảng giải đáp, phân tích tựa lưa cho cái đám mà phàm phu nó nghe đó, vì đó không còn nhiều cái thời gian để mà hiện tại lạc trú, sống tịch mặc an yên. Ghê chưa, chứng thánh rồi đó. Mà hai cái vị thánh một vị mà mở điện hơi nhiều đó, thì cái sự an lạc nó ít đi, vì não thì hết rồi, vì não hết rồi, nhưng mà cái khả năng an lạc nó ít đi. Cho nên trong kinh nói những vị la hán mà có chứng thiền như là Đức Phật hoặc ngài Sa Lợi Phật, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, không, ngài A Nan thì sau này mới có, nhưng mà trước lúc đó là Phật còn, ngài A Nan mới có tu được Phật thôi. Thì nghe ngài A Nan thì ngài chỉ nghỉ ngơi bằng cách là ngài nhập thiền quả. Nhập thiền quả có nghĩa là tâm chỉ hướng tới cảnh niết bàn, ngoài ra không biết gì hết. Nhưng mà riêng những cái vị mà chứng thiền vô sắc la hán hoặc là tu đồ hoặc anaham mà chứng thiền vô sắc, thiền phi tưởng, các vị có cách nghỉ ngơi rất độc đáo. Có nghĩa là mình không có đi hoằng pháp, không có gặp gỡ chúng sinh, thì đó là cách nghỉ ngơi. Nhưng mà chúa ngồi yên lại để mà nhập định, biết cảnh niết bàn để mà nghỉ ngơi. Chúa còn nữa, cuối cùng cái người chọn ra một cái cách nghỉ ngơi mà coi như là tuyệt đối trong thời gian mà chờ viên tịch ấy, đó là nhập thiền diệt. Tức là lúc đó cái tâm không có
tâm thức không còn nữa, chỉ là cái xác suốt 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày như vậy. À, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày à, là hoàn toàn không có tâm. Cái thân lúc bây giờ chỉ khác cái xác chết là nó còn cái thân nhiệt thôi. Hơi thở không còn, không có nhúc nhích cử động, không uống, không ăn, không tiêu tiểu bài tiết, không nhúc nhích mà. Đấy, nó nghĩ kỹ ngơ điều đó. Có nghĩa rằng thì là cái đối với cái vị mà hiểu đạo đó, thì các vị thấy đúng là vô vi đó. Vô vi nghĩa đen là nghĩa bóng, cả nghĩa đen là nghĩa bóng. Đấy, người ta muốn nói đấy, là như, rồi bây giờ tôi quay lại bài kinh. Tức là ở đây ngài dạy rằng đó, không thể nào tìm con đường giải thoát mà thông qua cái đạo lộ cảm xúc, khổ hạnh và lợi dưỡng, mà phải đi qua con đường nhận thức. Nhận thức đây chính là nhận thức về bốn đế. Đây, nhận thức về bốn đế, xem chưa? Rồi. Và ở đây các vị coi kinh, các vị thấy trong đó Đức Phật ngài dạy rằng, này các vị kheo, khi nào mà tứ đế này được Như Lai giác ngộ với ba luân 12 chuyển, đó là dịch theo từ xưa đó, có nghĩa là với ba luân 12 chuyển, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở mỗi một thánh đế như vậy đó thì có ba cái trí. Mà 4, 3, 12, như vậy là ba luân 12 chuyển là vậy đó. Có nghĩa là đối với khổ đế mình có ba chuyện phải làm, tập đế cũng có ba chuyện phải làm, diệt đế và đạo đế cũng vậy. Có nghĩa là mỗi một đế như vậy có ba chuyện phải làm, không? À, mà 4 lần 3 12, à, là bây giờ mỗi chuyện phải làm là gì? Bây giờ mình học nhân nít nha. Khổ đế cần được nhận diện, khổ đế cần được nhận thức. Này, chuyện đầu tiên là mình phải hiểu rằng mọi thứ là khổ, khổ đế là cần được nhận thức. Nhưng mà tập đế là sao ta? Tập đế là cái mình cần phải làm gì ta? Tập đế là cần đoạn trừ, khổ đế là cần nhận thức, nhưng mà tập đế là cần phải chấm dứt, cần phải đoạn trừ. Còn diệt đế là niết bàn thì cần được chứng ngộ, và đạo đế thì cần được tu tập, đạo đế cần được hành trì, nhớ nha. Như vậy thì ở mỗi một đế nó có ba việc phải làm. Việc thứ nhất là bên trên kể việc trước, khổ đế cần được hiểu, tập đế cần được trừ, diệt đế cần được chứng, và đạo đế cần được hành, xem chưa? Rồi. Còn ba cái trí ở mỗi đế có ba trí là sao? Trí thứ nhất, khi mình chứng đạo vị đã biết rõ, ta đã biết rõ khổ đế là gì. À, khổ đế là cần được gì ta? Cần được hiểu. Cái trí thứ hai là ta trước hết là biết khổ đế là gì. Trước hết biết khổ đế là gì? Khổ đế là mọi hiện hữu. Khổ đế là mọi hiện hữu, đó là trí một. Trí thứ hai, biết rõ rằng khổ đế là cần được nhận thức. Và trí thứ ba nó hiểu được rằng ta đã nhận thức đầy đủ về khổ đế. Như vậy khổ đế nó có ba cái: thứ nhất là khổ đế là gì, thứ hai nó chuyện cần làm với khổ đế, và cái thứ ba là ta đã làm xong cái việc đó. Và tới tập đế cũng vậy, vì đã biết rõ tập đế là gì, đó là tham thích trong cái này cái kia, đó định nghĩa về hiểu rõ về tập đế. Thứ hai, tập đế cần được đoạn trừ. Thứ ba, tập đế ở ta đã được đoạn trừ. Và ở đây tôi cũng nói luôn, đối với một cái người mà chứng sơ quả, họ cũng có trí về bốn đế, có không? Có, nhưng mà hơi khác ở trên tí. Tức là vị tu đầu quần cũng thấy rõ rằng nhận thức khổ đế đã được ta nhận thức một phần quan trọng, tập đế đã được ta đoạn trừ một phần quan trọng. Quan trọng là gì? Tức là cái tham mà đi chung với tà kiến ấy. Cái tham mà đi chung với tà kiến được xem là cái phần tham quan trọng. Còn cái tham mà không có đi chung tà kiến gọi là cái tham lẻ tẻ, tham su hào, không? Su hào mà cắt. Cái tham mà nó đi với tà kiến ấy. Tà kiến đây là gì? Là thấy đang đây là tôi, đây là của tôi, đây là bản ngã của tôi đó. Cái đó là tà kiến, không? Thì cái bậc tu đầu quần nó bị đã biết rằng, hiểu rằng ta đã hiểu được một phần quan trọng của khổ đế, ta đã đoạn trừ cái phần quan trọng của tập đế, ta đã chứng được đại khái cái diệt đế, và ta đã tu tập cái phần quan trọng nhất của đạo đế. Nhớ cái đó nha, chứ không thôi cứ tưởng A-la-hán mới có, tu đùa thôi cũng có, nhưng mà một phần thôi. Chính vì khổ đế chỉ hiểu một phần, cho nên tập đế họ cũng chỉ trừ một phần, và đối với niết bàn họ cũng không có chứng ngộ một cách toàn diện như là vị la hán.
Và đạo đế đương nhiên rồi, là vì chính vì đạo đế tu tập chưa được rốt ráo cho nên là khổ cái thấy mớ, tập trường mớ và việc chỉ chứng mớ, à môn mớ, tổng cộng là ba mớ, không? À, riêng như bài kinh này thì ngài, bài kinh Diễn Pháp Luân thì ngài nói đến hành trình của một vị La Hán, chính là ngài. Ngài cũng là một vị La Hán, là La Hán tự ngộ, trên không thầy, dưới có trò, gọi là chánh đẳng giác, không? Thì ngài nói rằng là mỗi đế nó có ba, một là bản chất, cái định nghĩa của đế đó là gì? Khổ đế là gì? Thứ hai, chuyện cần làm đối với khổ đế. Và thứ ba là ta đã làm xong chưa? Xong. Tập đế cũng vậy. Tập đế là gì? Chuyện cần làm đối với tập đế và ta làm xong chưa? Đó là hai. Và tới diệt đế. Diệt đế là gì? Việc cần làm với diệt đế và ta đã làm xong chưa? Xong. Là ba. Bây giờ qua tới đạo đế. Đạo đế là gì? Đạo đế là con đường thoát khổ. Con đường ấy vốn dĩ cũng nằm ngay ở bên trong cái khổ, nhưng mà nó tuy nằm trong rừng nhưng nó cũng chính là con đường ra khỏi rừng, cho nên nó có cái tên gọi là đạo đế, nhớ nha. Rồi như vậy đạo đế là gì? Hiểu chuyện cần làm đối với đạo đế là gì? Là hành trì và ta đã làm xong chưa? Ngài sẽ thấy là ta đã làm xong. Cái trí thứ ba này rất quan trọng, phải xác định là ta đã làm rồi, phải xác định. Còn phàm phu mình hiểu, ta hiểu chưa? Hiểu. Trừ ta trừ chưa? Trừ rồi. Nhưng mà đã sống chưa? Ngấm ngấm rồi. Chưa. Vậy là không được. Còn ngài đó là ngài biết rõ. À, mỗi đế là gì? Thứ hai, chuyện cần làm ta đã làm chưa? Thứ ba, cái trí xác định là ta đã làm xong cái chuyện cần làm đối với bốn đế. Như vậy thì bốn đế mà nhân cho ba cái kia đó, nó thành ba cái ba chi vừa nói, thành ra là 10, 12. Nhớ nha. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, tôi chốt là nội dung bài kinh này cho những người mù tịch sơ cơ về giáo pháp. Bữa nay lần đầu tiên nghe đạo, thì tôi nghĩ rằng quý vị nếu chú ý thì có thể hiểu bài kinh này nói cái gì. Bài kinh này nói thế này: tất cả mọi hiện hữu ở đời này là khổ. Những ai mà không thấy ra được cái đó thì họ còn có phân biệt. Cái này đắng, cái này ngọt, cái này sướng, cái này khổ. Họ chạy trốn cái khổ, họ đi tìm cái họ thấy sướng. Nhưng mà riêng với một người mà đủ cái túc duyên giải thoát thì sao? Họ thấy đắng ngọt đều là khổ hết. Hoa nào, bồn nào, luống nào trong đây đều là hoa trồng. Trồng trong bệnh viện, trong nhà tù, trong nghĩa trang. Họ mới thích. Còn mình phân biệt. Mình không có biết nhà tù, nghĩa trang, bệnh viện. Mà mình chỉ có biết là hoa hồng, cẩm chướng, lê dân, thược dược, phong lan. À, tường vi qua cúc qua lại thiên lý, mình không biết cái đó mình không thích. Nhưng mà mình quên cái tổng quát đó, là không biết cái hoa này trồng ở đâu. Dạ trồng ở trong khu ung bướu mà mình đang là ung thư kỳ cuối. Hoa này là trồng ở trong nhà tù mà mình đang là tới tử tù chờ ngày bị giết. Này nhớ vậy. Thì khi mà mình nhớ rằng cái hoa này mình nó trồng ở đâu thì chỉ cần nhớ bao nhiêu đó mình không có màng nữa, không có màng là bông nó bông gì. Còn khi mà mình không có biết mình đang ở bệnh viện, không biết mình đang ở tù thì mình còn hứng thú bông này bông kia. Thì cái bài giảng là tôi giảng cũng cầu mai những người mà có cái lòng cầu giải thoát thì cứ nhớ thế này: tại sao mà có sanh già bệnh chết, đã trót sanh ra tránh không được, không được bệnh không tránh, không được cái già tránh được cái chết, thì phải làm sao? Thì cứ nhớ thế này: luôn luôn tâm niệm bốn điều. Điều thứ nhất, mọi hiện hữu là khổ, đắng cay ngọt bùi chua chát thơm thôi cách mấy đều là khổ. Đó là niệm câu thường chú thứ nhất. Câu thường chú thứ hai: những gì ta thích ta ghét đều nằm trong cái khổ, do đó hễ còn thích còn ghét trong khổ là còn đầu tư cái khổ mới. Thứ ba, muốn hết khổ thì buông, buông không có thích nữa, càng bớt thích càng bớt khổ, càng nhiều thích càng nhiều khổ. Đây là câu thường chú thứ ba. Và câu thường chú thứ tư: khi nào liên tục sống với ba nhận thức trên đây thì đó chính là hành trình thoát khổ. Và ba nhận, mà nhận thức ở đó ở đây không có nghĩa là ngồi tưởng tượng, ngồi pha ly cà phê, pha ấm trà, ngồi nhớ ôn bài. À, mọi thứ ở đời là có thích cái gì cũng là thích trong khổ, không muốn khổ nữa nữa thì đừng thích trong khổ, không phải. Mà phải sống chánh niệm, phải sống chánh niệm, luôn luôn sống chánh niệm trong ba cái nhận thức đó. Làm gì biết nấy. Biết này là khổ đế, biết thích là tập, ngoài cái tập ra đều là khổ đế hết. Cứ nhớ nhiều đó thôi, còn hai cái đế kia dẹp. Cái nào chứng thánh hả tính, nhớ nha. Thật ra mình không cần nhớ đến việc đế, không cần nhớ đến đạo. Thật ra lúc mình nhận thức như vậy cái là mình đã đang đi có mặt trên đường đạo rồi.
Cái hiểu không ta? Khi mà ta đang nhận thức đây là khổ đế, có nghĩa là ta đang hành trì đạo đế đó. Khi ta nhận thức đây là diệt đế, đây là tập đế. Chỉ cần nhận thức đây là tập đế thì ngay lúc đó ta đang hành trì đạo đế đó. Các vị đi hỏi ngài Thanh có đúng vậy không? Đi hỏi ngài nào cái gì thấy ghê nhất, phải không? Thấy ghê nhất. Ừ. Hỏi mấy vị mà giỏi cái ghê đó, hỏi có đúng không? Có nghĩa là khi mà ta ghi nhận đây là khổ, lúc đó là ta đang tu cái đạo đế. Ta ghi nhận đây là tập, đây là tham, đây là phiền não, ta đang tu cái đạo đế đó. Yeah. Yên tâm, đừng có lo. Cứ giống như nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói các vị đừng có khỏi cần nguyện thành thánh, chỉ cần tu sao cho nó hết phàm thôi là ngon, không? Chứ đừng có khỏi cần nguyện thành la hán tu đồ quờ mệt, cứ là tu sao cho nó hết phàm thôi. Nhưng mà nhớ, tu để không còn phàm nó an toàn là bởi vì mình biết phàm mặt mũi ra làm sao, còn tu mà mong chứng thánh nó ghê. Biết mình không biết thánh mặt mũi ra làm sao, bữa nào thấy nó lạ lạ cái mình tưởng chứng thánh không mà, không? Cho nên tôi nói rất là nhiều lần, tôi nói tu để không còn phàm nó chắc ăn hơn. Thì bữa nào nó hết phàm mà tự nhiên nó thành thánh, cái phần đó là chắc ăn, khỏi có mình khỏi có lo, không? Hết nghèo tự động nó giàu à, không? Chứ đừng có cần phải cần giàu, chỉ cần làm ăn cho nó hết nghèo là tự nhiên nó dằn qua cái đám giàu, không? Đứng chung với bà Nguyễn Phượng Hằng liền, không? Rồi. Rồi ở đây cũng vậy, cái pháp môn tu nó có hai, mình nghe nó là có thiện có ác vậy. Mình chỉ nhớ một chuyện thôi, nhận diện được tâm thiện đang có mặt đó là tu, mà nhận diện được tâm xấu đang có mặt cũng là tu, nhận diện được rằng tôi đang bị khổ đó là tu, tôi đang sướng đó là tu, biết đây là thiện ác sướng khổ, nhận diện đó là tu, biết đang đi đang đứng đang ngồi làm gì biết đấy, không có nghĩ đến chuyện ngoài ra đó là tu. Người ta mới tin, ta thấy nó đơn giản quá nó mới tin nhé. Mà ta sẽ phải chống chánh niệm, bởi vì chỉ có sống chánh niệm anh mới có cơ hội để anh thấy ồ, thì ra mọi hiện hữu đều là khổ, dễ chịu nó cũng là khổ, khổ gián tiếp, bởi vì lát nữa đây nó không còn, còn cái khó chịu là khổ thì dễ hiểu rồi, nhưng mà cái khó chịu nó là khổ dễ hiểu rồi, nhưng mà cái dễ chịu nó cũng là khổ, là vì sao? Là vì nhiều lý do lắm. Một, muốn có cái dễ chịu không phải dễ, mà có nó rồi giữ nó cũng không phải dễ, mà giữ không được nó lại càng khổ nữa. Như vậy thì cái khó chịu là khổ đúng rồi, mà cái dễ chịu nó cũng là khổ luôn, mà chỉ có thằng cha chánh niệm thằng cha mới thấm cái này, cho nên cha mới ồ thì ra khổ đế là đầu tiên là mọi hiện hữu là khổ, và hãy mình thích cái gì cũng là thích trong khổ. Nhớ nhà thích trong thiện trong ác đều là khổ, đều là nguyên nhân sinh khổ. Thích trong cái khổ hết. Rồi cái thứ ba là muốn hết khổ thì đừng có thích buông, không có thích nữa. Muốn niết bàn là gì? Niết bàn là sự vắng mặt của tập đế, có mở trong kinh coi đúng không? Ái tận là niết bàn, ái tận là niết bàn, nhớ nha, trong kinh có cái câu đó nha. Ái tận là niết bàn rồi, nhưng mà nói là niết bàn giải thích một cách đại khái nha, chứ còn cái bản chất niết bàn là gì thì chỉ có bậc thánh mới biết thôi. Nhưng mà nói một cách dễ hình dung, dễ nôm na, dễ liên tưởng, nói để đặt sang một bên không bàn nữa thì mình chỉ hiểu niết bàn là hết phiền não thôi, nhớ nha, hết tập đế thôi, nhớ nha chứ đừng có đi đồng nói bữa nào giáo viên mình giảng thì niết bàn nộ. Tôi chỉ lấy kinh giải thích kinh thôi, trong kinh nói rồi, đối với kẻ phàm phu, đối với cái bình diện ngôn ngữ thì vốn dĩ không đủ để giải thích niết bàn, cho nên chỉ cần biết đơn giản hết tham ái là niết bàn, còn muốn biết cái niết bàn nó là cái gì thì xin hết tham ái trước cái đã, không? Và đừng có nghĩ là đạo Phật đưa ra một cú cánh mơ hồ, có nhiều người họ nghĩ lạ như vậy, họ nói về thiên đàng, về tây phương nó dễ hình dung, còn nói cái niết bàn là gì nó khó cũng chết. Cứ nhớ về là cái này kinh nói, khi mà con bị bệnh ấy, thì cái thiết tha nhất mà con hướng tới nó chính là hết bệnh. Khi con thấy cái thân này nó là khổ quá thì con chỉ làm sao cho nó đừng có cái thân này nữa, xong. Còn ví dụ niết bàn nó vuông tròn dài ngắn, màu xanh màu tím kệ nó, đừng có thèm phân tích, con chỉ làm sao con đừng có thích cái gì trong cái thân này, trong cuộc đời này là ok. Khi mà con không còn thích nữa đó, mà phải là bằng trình độ thánh nhân nha, chứ còn cái thứ phàm phu thì không nói, không, cái trí phàm phu sáng làm người chịu làm con chó nó dễ lắm, cho nên ở đây chỉ nói thánh trí của thánh nhân thôi nha. Khi mà con hiểu được, khi mà con hiểu được sanh tử là gì, con biết thằng thân này nó là khổ đấy, con biết nó là gánh nặng đó, và con không còn cái gì để con thích nữa, thì tự nhiên con không còn có cái ghét.
Mà khi không có cái ghét thì không có cái khổ. Cái bị về ngồi gác chân lên trán suy nghĩ có đúng không? Không còn thích thì sẽ không còn ghét. Khi ta thích một cái gì đó thì ta sẽ ghét cái ngược lại. Đấy. Khi có được cái mình thích, mình gọi đó là hạnh phúc. Khi phải chịu đựng cái mình ghét, mình gọi đó là đau khổ. Khi không còn thích nữa thì vị thánh chỉ còn có đau chứ không có bị khổ. Nhớ nha. Bị đau sát chứ không có khổ tâm nha. Rồi. Cho nên khi mà biết rõ rằng mọi hiện hữu là khổ, sự có mặt của tấm thân này nó là gánh nặng, chỉ tu học làm sao, chưa nói đến niết bàn thì đến thánh nhân, chỉ tu tập làm sao mà nó đừng có thích thì không có bất mãn, và không có bất mãn thì tôi xin thề đọc rằng không có khổ. Chỉ cần không có bất mãn. Bất mãn đây là gì? Bất mãn đây gồm có ghét nè, sợ nè, thù nè, không? Ghét, sợ, thù, ba cái. Sợ nó cũng là bất mãn, không? Ghét nè, sợ nè, thù nè, không muốn nè, thì cái đó được gọi là khổ, không? Nhớ kỹ là coi, nóng quá, nực quá, đói khát, tê mỏi, bệnh hoạn, ung thư, tiểu đường, không? Thì tất cả những cái đó rồi tiêu tan nhà cửa, tiền bạc, tài sản, chức vụ, quyền lực, cơm, uy tín, thì những cái đó mình gọi là khổ. Là vì sao? Là vì mình thích nó mà giữ không được nó thì mình gọi là khổ. Tránh không được là khổ, muốn không được là khổ. Bây giờ thấy mệt quá, thấy vật lộn với hai cái thứ đó mệt rồi, bây giờ không thèm thích nữa thì sẽ không có ghét. Mà khi không có ghét thì không có gì là khổ hết. Cứ nhớ như nó còn cái niết bàn, cái vuông tròn vàng cắt, không phải là cái chuyện để cho một cái người phàm phu suy nghĩ. Không cần thiết, không cần thiết. Tối nay tôi đi ngoài trời mưa, cái chuyện đầu tiên cái tay đó là tôi không có dù, phải không? Tôi ráng đi cho nhanh để tôi tới được cái bậc thềm của cái máy hiên của cái nhà kia kìa. Còn lát nữa vô tới cái nhà đó nó bằng gỗ, nó bằng gạch. Cái nhà nó cất hồi nào, xưa hôm xưa, cái nhà nó có người hay không có người, nó cũng quan trọng. Tôi chỉ thấy cái đó nó có cái mái che mà tôi chung vào được thì tôi cứ nhắm cho nó tôi đi thôi. Chứ lúc đó tôi không có thời giờ, tôi mở internet ra tôi dò cái đường này đường gì, nhà nó số mấy, trên con đường này cất hồi nào, do ai, bây giờ ai làm chủ. Tôi chưa bao giờ tôi làm cái chuyện mà nó ngộ vậy đó. Chuyện đó tôi chưa bao giờ làm, chưa bao giờ. Nhưng mà chuyện này có. Khi mà tôi bị mắc mưa đó thì tôi cứ nhìn cái chỗ nào mà tôi có thể được phép đặt chân lên để trú mưa. Tại sao có chữ được phép? Là bởi vì bên Âu Mỹ nó còn cái trường hợp là có những cái chỗ mà nó kêu là private ấy, nó không cho vô. Nó không cho vô thì mình được phép, nó thả chó ra thấy bà luôn, không? Cho nên mình chỉ thấy cái chỗ nào được là mình nhào vô thôi. Mà cứ nhắm chỗ đó mà đi. Và tôi xin thề rằng chưa bao giờ mà tôi làm cái chuyện mình điều tra nhà đó là số mấy, trên con đường nào, cất người nào, ai cất, bằng chất liệu gì, giờ ai làm chủ, có vợ có chồng chưa, có con không, ly dị chưa, có đủ sống, ăn welfare, trợ cấp thất nghiệp, hay là đang là nhà giàu. Chưa bao giờ. Tôi chỉ thấy chỗ đó đường khác là tôi nhào lên thôi. Mình biết bàn y chang vậy. Bây giờ mình thấy mình không có chịu nổi cái cơn mưa sinh tử, mình muốn tìm chỗ trú mưa, đúng không? Rồi cứ làm theo lời Phật rồi tu tứ niệm xứ. Còn cứ ở không mà ngồi mà bàn biết bàn là gì, mà tôi thấy nhiều người họ rẫm, họ quẩn đến mức mà thấy sợ luôn. Ok. Cho nên là cái chuyện quan trọng nhất này, cái chuyện quan trọng nhất ở đây nó chính là bà con nhớ bài kinh, nội dung bài kinh hả, và bài kinh này Đức Phật ngài xác định khi nào mà ta chưa hiểu được vốn đế như ta vừa thuyết thì ấy ta chưa có thể tự nhận mình là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển vận cái bánh xe pháp luân giữa cuộc đời này. Nhưng mà khi nào ta đã thấy rõ bốn đế với 12 cái chi tiết khía cạnh đó thì ta mới có thể giữa trời đất này, giữa chư thiên ma vương, giữa các hội chúng sa môn và la môn, ta có thể nghiêm trọng chính thức tuyên nhận quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác này. Và ngay khi mà ngày kết thúc cái bài kinh đó, thì tôn giả Kondanya chứng sơ quả cùng với 18 triệu vị thập thiên khác. Và ngay thời điểm đó Đức Thế Tôn ngài thấy chứ, ngài biết 18 triệu vị phạm thiên, 18 triệu phạm thiên là chức. Nhưng mà lúc đó ngài lại chỉ nhắc riêng có một người, bởi vì sao? Vì 18 vị kia cái thứ nhất số lượng đông, thứ hai nó cái chuyện họ đắc nó không có khó là cái vị Kiều Trần Như này nè.
Thì mấy vị kia là họ có tha tâm thông, họ có định sẵn. Rồi ngài kia được như lúc đó là trụi lũi, không có cái gì hết. Mà nghe mà hiểu được, ngài mới xác nhận rằng anh nha si bà ta phô con này nhỏ. Kiều Trần Như đã được liễu ngộ. Và cái câu xác nhận này của Thế Tôn lập tức được là lan truyền ra Dasa Lokasasi, một gọi là 10.000 cái vũ trụ, 10.000 cái vũ trụ, Dasa Lokasasi, Sasi luôn, 10.000 vũ trụ. Đây là một sự kiện rất là lớn, sự kiện rất là lớn. Chẳng như trong kinh nó có những sự kiện mà mình không có thiên nhĩ, mình không có biết, mình không có nghe. Đó là khi có một người mà chân tâm nha, chứ thứ giáo, thứ cơm thì không có, mà chân tâm á, chân tâm một người mà thiết tha tu học. Khi mà đặt chân vào xuất gia thì ngay buổi lễ xuất gia đó, chư thiên họ la sụp mình. Nó rồi thêm một người thách đấu với ác ma. Và khi mà vị cái vị tăng sư đó vào rừng mà ngồi thiền đó, thì coi như là chư thiên họ la lên, rồi thêm một người đang tuyên chi về ác ma. Và khi mà cái vị đó chứng là hán thì chư thiên họ la sụp cả các tầng trời, rồi có một người vừa đánh bại ác ma. Còn khi có một người vừa hoàn tục thì chữ thiên nó rồi thêm một người vừa tử trận xa trường. Vừa tử trận xa trường. Và trong Tăng Chi Bộ Kinh nói, kể lại cho chúng ta biết một câu chuyện cũng thú vị, là Đức Phật dạy lần này các tỳ kheo, các ngươi có biết cái chuyện, cái cơ hội, cái chuyện mà các ngươi được mang thân người làm người nam, được đi xuất gia, mà đặc biệt là với cái sự chứng minh của một bậc đạo sư như là ta, đó là một cái đại phúc. Các ngươi có biết rằng trên cõi trời dục thiên ấy, đau lợi giả ma đấu sức, mỗi lần có một vị trời mà sắp mệnh chung, sắp từ trần đó, thì những vị kia họ bu lợi, họ nói thế này: ráng đi về cõi lầm, ráng có được cái mà khó có, và có được rồi ráng giữ. Thì ngài nói như vậy, ngài không nói nữa. Thì có một vị tỳ kheo mới quỳ xuống bạch Thế Tôn: trên cõi trời là đã lành rồi, mà xin hỏi họ hỏi chúc nhau là đi về cõi lành là đi đâu, hay là họ kêu trở lại? Đức Phật nói không. Ở trên chư thiên ấy, khi mà họ nói rằng đi rồi nhớ về cõi lành nha, tức nghĩa là ráng về cõi người, dễ sợ như vậy. Còn mình thì sao? Đứa nào tu cũng muốn về trời hết, sống cho nó sướng, thấy không? Nhưng mà trên chư thiên mấy ông mà chánh kiến, ông lại nghĩ khác. Anh trở là toàn chủ xài tiền, không chủ kiếm tiền là dưới đây nè, kiếm tiền là dưới đây, còn đến là resort, là spa, đến là resort, không có ai mà kiếm tiền ở resort hết, không? Ở đây nè, ba cái tiểu thương, ba cái địa ốc, chứng khoán, stock, và ba cái bitcoin là nằm hết dưới đây, còn đến đó là resort, là cruise, là du thuyền, là Malabi, chỗ đó là phơi nắng, đọc báo, nghỉ nữ gian tranh, vậy từ ba đến chỗ là chỗ xài tiền, kiếm tiền là dưới đây, đấy. Cho nên chư thiên khi mà biết một vị sắp mất, họ là chút như vậy: ráng về cõi lành nha, có nghĩa là ráng về cõi người nha, ráng làm cái chuyện khó làm, nghĩa là ráng tu hành nha, và ráng giữ cho bằng được cái khó có đó, chính là đừng có bỏ cuộc nửa chừng nha. Và cái bài kinh đó, cái lời giải thích của Đức Thế Tôn đã gây chấn động cực mạnh trong lòng các vị. Ok, mệt rồi, chúc các vị một ngày vui, và hy vọng rằng sẽ có dịp gặp bà con ở đây. Và bây giờ 17 tháng 4, Miến Điện mở cửa, mà mong rằng là trong một ngày gần nhất như có thể chúng ta sẽ gặp nhau ở Kalama. Hy vọng tràn đầy, tràn đầy. Chúng ta có tất cả, chúng ta có tất cả trong tay. Đừng ép tôi phải thành giải thích chữ tất cả nha, đừng ép tôi nha. Tôi vừa cho nói chúng ta có tất cả trong tay, chỉ cần gió đông, chỉ cần có gió đông. Đấy. Và mong gặp được bà con mặc giáp, mặc cái tài sản của nó, và không phải học với tôi. No. Có rất nhiều vị danh sư thượng thừa, thượng đẳng, không? Thượng đẳng sẽ được là cung thỉnh về đó để là giúp đỡ các vị. Đấy. Từ các ngài là Chánh Minh, ngài Sáng Nhiên, các vị gật đầu hứa khả là mình thỉnh tốt tất tần tần. Những cái vị thiền siêu mà dòng thiền A Chan Cha, A Chan Nét, tút tuần tuột tỉnh hết trên đất Miến Điện, mình vẫn về bằng Thái Lan mình mời được. Đấy. Đấy. Rồi các cái dòng thiền của dòng thiền Upanita, rồi dòng thiền Mahasi, dòng thiền Mô Cốc, dòng thiền Pa Ao, dòng thiền Tapava, cái gì ốm mà ốm cái ghê luôn, vì mình cũng tỉnh về để cho bà con tu học. Và nếu bà con có nhu cầu thì chúng ta sẽ có một lớp học giáo lý nhỏ nhỏ một ngày, mình học một là mình học xen kẽ với các khóa tu, còn không nó muốn tu tinh chuyên
chỉnh chu tinh tươm thì mình sẽ học riêng hành riêng. À, tức là trước khóa tu mình có buổi gặp nhau tháng, hoặc là sau khóa tu mình gặp nhau tiếp tục gặp nhau tháng. À, tôi hy vọng tràn trề, và phải nói thêm khí hậu ở đó, thực phẩm ở đó thì tuyệt vời. Đấy. San State, cái vùng đó là nó tiếp giáp với văn hóa Lào, văn hóa Tàu, coi như từ cái ăn mặc, kiến trúc, mà đặc biệt là khí hậu và thực phẩm thì rất gần mình, bởi vì đồ ăn Tàu với đồ ăn Thái nó gần mình lắm. Tên đó là lái xe có mấy tiếng là qua tới cảnh hồng của Trung Quốc, lái xe mấy tiếng là về Chiang Mai, Chiang Rai. Chiang Mai là coi như là mát đẹp, Chiang Rai là coi như trùm ma túy, ai muốn chích hút gì đó tha hồ. Ok, chúc được bệnh nhà vui. Chắc kia cái chẳng gian mà muốn ở tù qua đó. Nói nghe nổi gà luôn. Dạ, chúng con kính sư. Cảm ơn sư. Dạ, chào sư. Xin chào mọi người. Dạ, hôm nay là sư giảng bù cho quý vị.